Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn vô điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc 27, nhạc sĩ Phạm Duy, chủ đề Phạm Duy, người chấp cánh cho những vần thơ, phần cuối. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc xin gửi lời chào tái ngộ trân trọng nhất đến quý vị khán thính giả. Trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Đồng thời cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ lắng nghe cũng như ủng hộ cho chương trình trong suốt thời gian qua. Thưa quý khán thính giả, trong chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 26, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị 10 nhạc phẩm đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ các bài thơ của những thi sĩ rất nổi tiếng trong nền thi ca Việt Nam. Trong chương trình thứ 27 lần này, cũng có chủ đề Phạm Duy, người chấp cánh cho những vần thơ, phần cuối. Chúng tôi cũng sẽ lần lượt gửi đến quý vị thêm 10 nhạc phẩm nổi tiếng khác đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của một số thi sĩ. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình sẽ là ca khúc Thuyền Viễn Sứ, được phổ từ thơ của Huyền Chi. Rất nhiều người trong chúng ta khi thấy nhạc phẩm Thuyền Viễn Sứ với lời thơ của Huyền Chi đã lầm tưởng rằng đó là thi sĩ Hà Huyền Chi, người đã viết lời cho ca khúc Lệ Đá, một thời nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Trịch. Trên thực tế, Huyền Chi tác giả của bài thơ Thuyền Viễn Sứ lại là một người khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tư liệu về Huyền Chi, tác giả của bài thơ Thuyền Viễn Sứ. Một trong những ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy cho là rất tâm đắc của ông là nhạc phẩm Thuyền Viễn Sứ. Đây là một ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ Thuyền Viễn Sứ của nữ thi sĩ Huyền Chi. Chúng ta đã không biết nhiều về thi sĩ Huyền Chi vì có lẽ thi sĩ đã không muốn được trở thành nổi tiếng. Dù thực sự thì thi sĩ quả là một người phụ nữ rất đặc biệt. Khi mới 18 đôi mươi, cô đã có một tập thơ mang tên Cởi Mở gồm 22 bài thơ mà cô sáng tác từ khi mới 16 tuổi. Huyền Chi đã tham gia biên tập thơ cho báo Phụ Nữ của bà Nguyễn Thị Lan Phương và cô gia nhập nhóm thơ văn nhạc có tên Chim Việt. Cơ duyên để ca khúc Thuyền Viễn Sứ ra đời khi nhạc sĩ Phạm Duy có cơ hội gặp gỡ Huyền Chi. Nhạc sĩ Phạm Duy đã biết đến bài thơ và ông có cảm hứng để sáng tác. Từ những nốt nhạc tài hoa, Phạm Duy đã biến Thuyền Viễn Sứ thành một ca khúc nổi tiếng sau này. Tuy thế, dường như đó cũng là lần gặp gỡ duy nhất giữa thi sĩ và nhạc sĩ. Sau đó, nhạc sĩ Phạm Duy đã nhiều lần nhắn tin cho cô trên những nhạc phẩm đã được in ấn. Huyền Chi, cô ở đâu? Bài thơ Lục Bát, Thuyền Viễn Sứ cũng là một tuyệt tác, đã có những câu thơ rất trữ tình. Lên khơi sương khói một chiều, thùy dương rũ bến tiêu điều ven sông, lơ thơ rất nhẹ men lòng, mây trời pha dáng lụa hồng giăng ngang. Cho đến ngày hôm nay, Thuyền Viễn Sứ
vẫn là một ca khúc được người Việt tha hương, yêu mến. Vì chúng ta hầu hết đã tìm lại được chính mình khi cũng đã từ những con thuyền mong manh ra khơi bỏ lại quê hương sau lưng. Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường. Chiều nay sương khói lên khơi, thủy dương du bến tơi bời, làn mây hồng pha dáng trời, sóng đà giăng thuyền qua xứ người. Thuyền ơi viễn xứ xa xưa, một lần qua giạt bến lâu thương, họ ơi giọng hát thiên thu suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngân về nhìn về đường cô ly, cô ly xa xôi đời nhịp sau
quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Hạ trong ca khúc Thuyền Viễn Xứ. Yêu Em Vào Cõi Chết là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ thơ của Nguyễn Long. Nguyễn Long là một khuôn mặt quen thuộc của làng điện ảnh và kịch nghệ Việt Nam trước năm 1975. Ông còn một bài thơ nữa đã được cố nhạc sĩ Y Vân phổ thành nhạc với tựa đề Thôi. Nguyễn Long, tên thật là Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1934 tại thành phố Hải Phòng. Ông vào Sài Gòn năm 1949 và chính thức bước lên sân khấu kịch nghệ và điện ảnh miền Nam Việt Nam năm 1955. Ông xuất hiện trong một số phim do Việt Nam, Hoa Kỳ và Phi Lật Tân hỗn hợp thực hiện. Khởi sự viết kịch và chuyện phim từ năm 1957, ông đã đóng vai chính trong nhiều vở kịch ngắn, dài trên sân khấu và truyền hình Việt Nam. Nguyễn Long mất năm 2009 tại Seattle, Washington. Chúng tôi không thể tìm được bài thơ gốc của thi sĩ Nguyễn Long, vì thế không thể so sánh được giữa bài thơ này và nhạc khúc của Phạm Duy. Chỉ có thể nói, Yêu Em Vào Cõi Chết là một giai điệu thê thiết, nội dung là một tiếng than nức nở, viết về tâm trạng của một người thanh niên đã bị người tình phụ bạc. Thế nhưng, tình yêu ấy vẫn cứ mãi ám ảnh trong tâm trí, chẳng thể nào nguôi ngoai được. Xin mời quý vị lắng nghe giai điệu ấy qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Anh. Anh đã biết yêu em là tuyệt vọng. Mà vì sao anh vẫn cứ yêu em? Con run con nằm uốn khúc giữa đêm trường, rồi dù chết chết tương tư vì sao xa. Anh vẫn biết, anh đã biết yêu em là tủi nhục. Mà dù sao anh yêu mãi không thôi. Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời, bằng tia máu ứa trong tim dần khô héo. Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thu dư. Anh yêu em, anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em, anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi. Em đã sống như côn trùng thờ dại, tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn vui. Em đưa em vào sâu kín cánh tay người, vòng tay trói tấm thân em vào oan trái. Em đã sống trong ân tình kẻ lạ. Để mình anh trong gương nhớ khổ nguôi. Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài, bằng hướng ngàn
cánh hoa thơm rồi nhạt phai. Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thu xưa. Anh yêu em, anh yêu em như tình cây vời gió. Anh yêu em, anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi. Em đã sống, em đã sống như côn trùng khờ dại, tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn vui. Em đưa em vào sâu kín cánh tay người, vòng tay trôi tấm thân em vào oan trái. Em đã sống, em đã sống trong ân tình kẻ lạ, để mình anh trong thương nhớ khôn nguôi. Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài, bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai. Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu. Biết nói gì em ơi. Người yêu mến thơ nhất định không thể không biết đến Nguyễn Tất Nhiên. Người thi sĩ là tác giả của những bài thơ đã được rất nhiều nhạc sĩ chọn để phổ nhạc. Trong số đó, dĩ nhiên phải có nhạc sĩ Phạm Duy. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc cũng xin giới thiệu đến quý vị hai nhạc phẩm liên tiếp được Phạm Duy phổ thành ca khúc từ thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Đó là Em Hiền Như Ma Sơ và Thà Như Giọt Mưa. Trước khi mời quý vị lắng nghe hai ca khúc này, chúng tôi xin có đôi lời về người thi sĩ tài hoa mịn bạc Nguyễn Tất Nhiên. Ông sinh năm 1952 và bắt đầu sáng tác thơ vào thập niên 1970 khi mới vừa học trung học đệ nhất cấp. Lúc đó, Nguyễn Tất Nhiên đã thành lập thi văn đoàn với bạn học. Cả hai thi sĩ học trò này cùng nhau chung nhau xuất bản tập thơ Nàng Thơ Trong Mắt năm 1966. Khi đó, Nguyễn Tất Nhiên được 14 tuổi. Trong tập thơ này, Nguyễn Tất Nhiên lấy bút hiệu là Hoài Thi Yên Thi. Người ta có câu, văn là người, thơ là người. Tính đặc dị trong thơ Nguyễn Tất Nhiên gắn liền với tính cách của ông. Hay nói đúng hơn, tư duy khác người của người thi sĩ lập dị này
đã tạo ra những vần thơ độc đáo. Những khái niệm có một không hai, không bị trộn lẫn với bất kỳ ai khác. Như một loài chim hót, một giọng riêng của mình. Trong tình yêu, thơ Nguyễn tất nhiên táo bạo, vay mượn những hình ảnh thánh thiện để ví von mình, ví von người tình. Có thể nói lối vay mượn này là bước khai phá có một không hai của ông vào thời ấy, khiến dòng thơ Nguyễn tất nhiên càng thêm đặc dị, ngời sáng, mà lại gần gũi biết bao với tâm tình giới trẻ. Chọn thơ Nguyễn tất nhiên để phổ nhạc, nhạc sĩ Phạm Duy đã tâm sự. Thế rồi tôi gặp Nguyễn tất nhiên. Trong bầu không khí thơ ở miền Nam hơi nặng nề vào lúc đó, đầy rẫy những bài thơ chủ đề về chiến tranh, hòa bình, thì thơ của chàng thư sinh mới 17 tuổi này là thơ phi chính trị, thơ rất hồn nhiên, rất ngộ nghĩnh. Theo tôi, nếu đem phổ nhạc thì sẽ cũng rất hợp với giọng hát trẻ trung. Đi qua đời tôi có khá nhiều thi nhân thuộc nhiều thế hệ, đa số đều như tôi, đều khá hồn nhiên, nghĩa là có tí máu điên. Nhưng trong làng thơ Việt Nam, có ba nhà thơ hồn nhiên nhất, có nhiều máu điên nhất, đó là Nguyễn Ngu Ý, Bùi Giáng và Nguyễn Tất Nhiên. Cả ba vị đều đã từng là thượng khách của Dưỡng Tri Viện Biên Hòa. Thật vậy, Nguyễn Tất Nhiên có tính khí rất quỷ kỳ quặc mà nhiều người thường cho là dở hơi hay khật khùng. Sau mối tình đầu đơn phương không có kết quả với người con gái cùng lớp tên Bùi Thị Duyên, người đã xuất hiện khá nhiều trong những sáng tác của ông. Sau một thời gian, ông sang Pháp, lập gia đình rồi di dân sang Hoa Kỳ. Bạn bè của Nguyễn Tất Nhiên đều nhận định rằng ông có một tâm trí hơi bất bình thường. Tháng 8 năm 1992, người ta tìm thấy nhà thơ lãng tử Nguyễn Tất Nhiên chết trong chiếc xe hơi của mình, đậu dưới bóng cây trong một sân chùa thuộc California. Có tài liệu nói ông bị trụy tim bất ngờ, nhưng cũng có tư liệu cho rằng ông đã tự tử. Cho dù vì nguyên nhân gì thì Nguyễn Tất Nhiên cũng đã ra đi khi ông còn quá trẻ, lúc chỉ mới 40 tuổi. Và điều ấy dường như đã được tiên kiến trước bởi chính thi sĩ đã viết những câu thơ trong bài Giữa Trần Gian Tuyệt Vọng, được viết vào năm 1972. Ta phải khổ vì ta phải khổ, phải ê chề cho tóc bạc với thời gian, phải đau theo từng hớp rượu tàn, phải nhắm mắt sớm hơn giờ thiên định. Và giờ đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức nhạc phẩm Em Hiền Như Ma Sơ, một nhạc phẩm được nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ bài thơ có tên là Ma Sơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên qua tiếng hát của ca sĩ Đoàn Hồ. Đời phất phơ chắc ta gần nhau chưa, tay ta từng ngón tay vuốt tóc em lưng dài, đôi ta vào quán trưa nhắc nhau tình phôi pha. Mà sao vẫn hoang đàng, đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa, đưa
đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa. Em hiền như má sơn, biết thương ta buồn buồn, trái tim ta bệnh hoạn. Em yêu này em yêu, ta nhờ em giữ ta. Dưới mưa chiếc xe lăn dốc dài, đưa em về dưới mưa áo em buồn lửa thưa, đưa em về dưới mưa hỡi cô em bé nhỏ. Ôi duyên tình đã qua tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa, như ưu tình đã xa thân linh hồn em yêu. Tiếp tục với dòng thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm khác được Phạm Duy phổ nhạc, đó là nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa. Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều biết nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa đã được phổ nhạc từ một bài thơ Khúc Tình Buồn của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Bài thơ này là một bài thơ gồm những câu bốn chữ. Khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, ông đã giữ lại âm hưởng của từng câu bốn chữ, và nhạc phẩm đã trở thành trác tuyệt, bất hủ, tồn tại trong lòng những người yêu nhạc. Ca khúc Thà Như Giọt Mưa tuy phổ thơ từ khúc Tình Buồn, nhưng thực sự là một câu chuyện rất buồn của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.
chúng ta có thể tìm thấy. Thà như giọt mưa, chất chứa cả hai tâm sự trong bài thơ Khúc Tình Buồn và bài thơ Duyên Tình Con Gái Bắc. Người con gái tên Duyên xuất hiện khá nhiều trong những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, và có lẽ cô cũng là nguồn cảm hứng mãnh liệt nên từ đó ông đã sáng tác và để lại cho đời những vần thơ trác tuyệt. Nghe nói em vừa thi rớt luật, môi trâm anh tàn héo nụ xa vời, mắt công nương thầm khép mộng chân trời, xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng. Và nhạc phẩm Thà Như Giọt Mưa với những tâm tình của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã trở thành những câu ray rứt lòng người. Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà như giọt mưa khô trên tượng đá, thà như mưa gió đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không. Trăm năm về qua sông rồng, người từ trăm năm về qua sông rồng. Ta ngoắc mòn tay, chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông chập trùng. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về khơi tình động, người từ trăm năm về khơi tình đồng. Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân, nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về như dao nhọn, người từ trăm năm về như dao nhọn. Dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm, dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa chảy đầm. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người
Người từ trăm năm về phái tóc nhuộm, người từ trăm năm về phái tóc nhuộm. Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi, quỳ té trên đường rồi sợi tóc vương chân người. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tường đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về ngang trường luật, người từ trăm năm về ngang trường luật. Ta hòng tú tài, ta hút tình yêu, thì hòng mất rồi ta đợi ngày đi. Đau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc. Thà như giọt mưa vỡ trên mặt em, thà là giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến, những giọt sương run ướt ngọn lông măng, những giọt sương run ướt ngọn lông măng, khiến người trăm năm đau khổ ăn năn, khiến người tên duyên đau khổ muôn niên. Quý vị vừa cùng chúng tôi thưởng thức giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ Vũ Khanh qua nhạc phẩm Thà như giọt mưa, ý thơ Nguyễn Tất Nhiên với dòng nhạc Phạm Duy. Mặc dù không được nhiều người biết đến, nhưng Phạm Văn Bình lại có đến hai bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, đó là bài Chuyện Tình Buồn và 12 Tháng Anh Đi. Nhà thơ Phạm Văn Bình sinh năm 1940 ở Đông Hà. Sau khi hoàn tất bậc trung học, có bằng tú tài 2, Phạm Văn Bình về quê dạy Việt văn tại trường trung học Đông Hà từ năm 1963. Ông đứng trên bục giảng từ năm 1963 đến 1966. Đó là thời điểm mà ông phải rời trường để thi hành lệnh động viên của chính quyền. Thụ huấn xong ở quân trường, Phạm Văn Bình được bổ nhiệm làm sĩ quan tâm lý chiến của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến. Khi đã làm việc ở Sài Gòn, ông có cơ hội quen biết với giới văn nghệ sĩ. Thơ của ông bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí và được đánh giá khá cao. Phạm Duy chọn phổ nhạc hai bài hát, đó là Chuyện Tình Buồn và 12 Tháng Anh Đi. Chuyện Tình Buồn của Phạm Văn Bình là một câu chuyện tình có thật. Như rất nhiều chuyện tình buồn khác trong cuộc đời, cuộc tình của hai người tan vỡ vì lý do tôn giáo. Người yêu của ông sau đó đã lên xe hoa về nhà chồng. Thế là Phạm Văn Bình bắt đầu dặm trường mê mãi với cuộc đời chia như nhánh sông từ ngày ấy, như ông đã viết trong bài thơ. Sau năm 1975, là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Văn Bình đã bị cải tạo. Sau đó, ông qua định cư tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 1985 và hiện vẫn còn đang định cư ở miền Nam California. Chúng ta hãy lắng nghe ca khúc Chuyện Tình Buồn do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của Phạm Văn Bình qua tiếng hát của ca sĩ Duy Quang. Năm năm rồi không gặp,
từ khi em lấy chồng, anh dặm trường mê mải, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình nghĩ dại và vài môi rất mềm, những hẹn hò cuống quýt trên lối xưa thiên đàng. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ trong trái vai cô đơn. Ngày nhà em
vào những thập niên trước, khi Paris vẫn còn là kinh đô ánh sáng, là biểu tượng cho một nền văn hóa lãng mạn và trữ tình, chúng ta đã có rất nhiều những thi phẩm, nhạc phẩm đã được sáng tác từ cảm hứng của nơi chốn trữ tình này. Nhà thơ Cung Trầm Tưởng đã từng đi du học ở Pháp, và có lẽ ông đã trải qua những mùa thu tuyệt vời nơi đây, nơi có những cô gái mắt nâu, tóc vàng, xinh đẹp. Một trong những bài thơ của thi sĩ Cung Trầm Tưởng là Mùa Thu Paris, đã được nhạc sĩ Phạm Duy chọn để phổ nhạc. Và nhạc sĩ đã giữ lại gần như nguyên vẹn ý của bài thơ. Nhạc sĩ đã phổ vào lời thơ những cung bậc tài tình. Toàn nhạc phẩm có âm hưởng như một lời thì thầm êm ái, ngọt ngào và đọng lại một dư vị buồn man mác trong lòng người nghe. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng chúng tôi thưởng thức lời thì thầm đầy truyền cảm của ca sĩ Duy Quang trong ca khúc Mùa Thu Paris. Thank you.
Thưởng thức Mùa thu Paris qua dòng nhạc của Phạm Duy và Ý thơ cung trầm tưởng. Một sáng tác khác của Phạm Duy mà chúng ta không thể không đề cập đến trong chương trình hôm nay, đó cũng là một trong những bài hát bất tử của mùa thu. Chúng tôi muốn đề cập đến ca khúc Mùa thu chết. Mùa thu chết là một ca khúc của Phạm Duy sáng tác năm 1965. Phần lời được dịch từ một bài thơ tiếng Pháp. Bài hát này rất nổi tiếng trong thập niên 1970 tại Sài Gòn, một thời gắn liền với tên tuổi ca sĩ Chu Lý Quang. Trải qua nhiều thập kỷ, nhưng nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc Việt Nam vẫn say mê thả hồn vào giai điệu mượt mà, thanh khiết và quyến rũ của Phạm Duy, cũng như những vần thơ tình tứ và mê đắm của thi sĩ Bùi Giáng qua tác phẩm Mùa thu chết. Nhiều khán thính giả thưởng thức bài ca bất hủ này đã không để ý tới xuất xứ kỳ lạ của nó và không hề biết rằng đây chính là một minh chứng điển hình của sự kết hợp từ thơ tới nhạc, một sự liên kết xuyên qua không gian và thời gian của niềm cảm hứng từ những thế hệ tác giả sống rất cách xa nhau. Nguyên tác ban đầu của Mùa thu chết chỉ là một bài thơ ngắn của một thi hào Pháp nổi tiếng, sinh năm 1880 và mất năm 1918. Bài thơ tuyệt tác rất ngắn của thi hào Pháp này chỉ có vỏn vẹn 5 câu. Nhà thơ Bùi Giáng được sinh ra năm 1926, tức là 8 năm sau khi thi sĩ Pháp đã qua đời. Chẳng hiểu vì sao, thi sĩ Bùi Giáng đã đồng cảm tài tình với những vần thơ của đại thi hào Pháp và đã chuyển ngữ qua tiếng Việt thành bài thơ lời vĩnh biệt, đầy tính cách thơ tình Việt Nam duyên dáng như sau. Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Chúng ta sẽ chẳng tương phùng được nữa, mộng trùng lai không có ở trên đời. Hương thời gian, mùi thạch thảo bốc hơi, và nhớ nhé, ta vẫn chờ em đó. Cảm được ý thơ của người xưa, chuyển tải tài hoa qua vần thơ 8 chữ Việt Nam hết sức kiêu sa và lãng mạn, lại rất phù hợp với hơi hướng của mùa thu hoa mộng, thường được coi là mùa của chia ly và của những nỗi buồn man mác đưa vào lòng người. Thi sĩ Bùi Giáng như đã truyền nguồn điện thiêng liêng, gợi mở tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy, để người nhạc sĩ lãng mạn và đa tình này rung lên giai điệu tuyệt vời da diết khắc khoải của ca khúc Mùa thu chết. Từ một bài thơ Pháp chuyển ngữ qua thơ Việt, tài tình và mê đắm của Bùi Giáng, rồi đến ca khúc Mùa thu chết của Phạm Duy, tác phẩm đã có một sự thoát xác hoàn toàn và chuyển hóa thành một bản tình ca lâm ly lãng mạn. Quả thật, đây là một sự kết hợp diệu kỳ giữa những tài năng lỗi lạc của các thời đại khác nhau. Chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Mùa thu chết qua tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu
đã chết rồi. Mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi. Em nhớ cho, em nhớ cho, đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ. Chết em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi. Em nhớ cho, đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Thạch thảo em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ, vẫn chờ. Có những địa danh của các miền trên đất nước tình cờ trở thành phổ biến và được nhiều người biết đến chỉ nhờ thi ca và âm nhạc. Điển hình như thôn Vĩ Hạ của Hàn Mặc Tử, Ai Lên Xứ Hoa Đào của Hoàng Nguyên, làm người nghe nhớ mãi đến Đà Lạt. Trong số đó có Pleiku, một miền cao nguyên trung phần, quanh năm sương phủ núi đồi, là vùng thủ phủ của quân khu 2 nên lính đóng quân nhiều hơn thường dân ở. Nếu không có bài thơ Còn Chút Gì Để Nhớ của Vũ Hữu Định thì ít ai có cơ hội biết đến một thành phố xa xôi quanh năm mùa đông như Pleiku. Vũ Hữu Định làm bài thơ
còn chút gì để nhớ vào năm 1970 khi ông bị đày lên Pleiku để làm lao công đào binh sau khi ông trốn quân dịch và bị bắt trở lại. Bài thơ sau đó được Phạm Duy lấy nguyên bài thơ làm ca từ, không bỏ hoặc thêm bớt một chữ nào cả. Bản nhạc nhanh chóng được công chúng đón nhận. Vũ Hữu Định tên thật là Lê Quang Trung. Ông bắt đầu làm thơ, đăng báo từ khoảng năm 1960 với bút danh Hàn Phong Lệ, về sau đổi thành Vũ Hữu Định. Ông được biết đến là một người thích tụ tập, nhộn nhạt với bạn bè. Tuy nghèo khó nhưng lại có máu giang hồ, tính tình rất phóng khoáng. Năm 1981, sau một chầu nhậu với bạn bè, ông bị té lầu và qua đời, hưởng dương 40 tuổi. Người em gái Pleiku má đỏ môi hồng trong bài thơ Còn chút gì để nhớ của Vũ Hữu Định được ông cho biết chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi. Phạm Duy đã thật sự chắp cánh cho bài thơ bằng một giai điệu êm đềm và giúp cho bài thơ cũng như nhạc khúc trở thành bất tử. Chúng ta hãy lắng nghe Sĩ Phú và Còn chút gì để nhớ với ý thơ của Vũ Hữu Định cùng dòng nhạc Phạm Duy. Cây xanh trời thấp thật buồn, anh khách là đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong. Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm, mai xa lắm trên đồn biên giới còn một chút gì để nhớ để dăm phút đã về chốn cũ, một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn
một mái tóc mềm mai xa lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên, còn một chút gì để nhớ để quên. Anh đừng nhìn em nữa, hoa xanh đã phai rồi. Đây là hai câu thơ mở đầu cho bài thơ Kiếp nào có yêu nhau của nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh. Minh Đức Hoài Trinh là một nữ sĩ của Việt Nam. Bà là một người con gái của miền đất thần kinh, sông Hương núi Ngự, sinh trưởng tại Huế. Là một người hoạt động rất mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nên Minh Đức Hoài Trinh nghiễm nhiên rất nổi tiếng. Bà là con gái của quan tổng đốc Võ Chuẩn. Từ năm mới khoảng 15 tuổi, Minh Đức Hoài Trinh đã tham gia vào những phong trào yêu nước, chống thực dân. Sau đó, bà du học tại Pháp về ngành báo chí và hoạt động rất mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Bà còn một thời là phóng viên cho một đài truyền hình của Pháp. Phạm Duy và Minh Đức Hoài Trinh đã có cơ duyên gặp gỡ nhau vài lần. Và theo như Phạm Duy, lần đầu gặp Minh Đức Hoài Trinh, bà mới khoảng 17 tuổi. Nét thanh xuân, trẻ trung của một đóa hoa hàm tiếu mới nở, tươi đẹp đã chiếm được rất nhiều tình cảm của những người theo kháng chiến thời bấy giờ. Và trong đó, dĩ nhiên là có tình cảm của nhạc sĩ Phạm Duy. Khoảng 6-7 năm sau, Phạm Duy gặp lại Minh Đức Hoài Trinh tại Paris. Thời gian này, Minh Đức Hoài Trinh đã có hai bài thơ và được nhạc sĩ Phạm Duy chọn để phổ nhạc. Đó là bài Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình. Cả hai bài thơ đều chứa đựng một tâm sự u uẩn, bi lụy. Và cùng với những cung bậc nghẹn ngào, nức nở đến tột độ của người nhạc sĩ tài hoa, cả hai nhạc phẩm đều trở thành những tuyệt tác và được giới thưởng ngoạn rất yêu thích. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những nghẹn ngào nức nở qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ trong nhạc phẩm Kiếp nào có yêu nhau. Đừng nhìn em.
xứ xa gặp người chăng, gặp người chăng nhắn cho ta hoa xanh đã bơ vơ đêm sau gối à thơ. Kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau, hoa xanh khi chưa nở, tình xanh khi chưa lo sợ. Giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau, anh đâu rồi, anh đâu rồi. Ca khúc được chọn để kết thúc chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc, chủ đề Phạm Duy, người chấp cánh cho những vần thơ phần cuối ngày hôm nay, dĩ nhiên vẫn sẽ là một sáng tác về mùa xuân, được phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư. Ca khúc rất nổi tiếng này chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua. Nhạc phẩm có tên là Em Lễ Chùa Này. Mặc dù mang tiếng là một sáng tác có hơi hướng của mùa xuân và mở đầu bằng một giai điệu khá tươi vui cộng với lời nhạc thật dễ thương, thơ ngây và trong sáng. Đầu mùa xuân, cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay. Thế nhưng, sự khởi đầu êm đềm, ngọt ngào ấy chỉ là sự bắt đầu cho một mất mát chia lìa. Em Lễ Chùa Này là một nhạc phẩm có nội dung khá bi thảm, nói về cái chết của một thiếu nữ đã qua đời khi cuộc tình chỉ vừa chớm nở. Năm 1964, nhà thơ Phạm Thiên Thư xuống tóc, đi tu và có pháp danh là Thích Tuệ Không. Trong 9 năm tu hành từ năm 1964 cho đến năm 1973, ông đã chứng kiến một cuộc tình giữa chú Tiểu và một cô bé Phật tử. Cả hai chỉ vừa ở độ tuổi trăng tròn. Tình yêu vừa chớm như những bông hoa nở sớm sau sân chùa. Cứ mỗi lần chú Tiểu đánh chuông,
cô bé đứng bên nhìn và cầu nguyện. Trong những lời khấn nhỏ ấy, chắc hẳn cô đã nguyện cầu cho cuộc tình của hai người được mãi mãi bền lâu. Nhưng rồi chiến tranh loạn lạc đã dẫn đến cái chết của thiếu nữ. Chú Tiểu đã phải đau buồn đưa tiễn người yêu vĩnh viễn ra đi về với lòng đất lạnh. Mỗi cuộc tình đều có những kết thúc khác nhau. Có người đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc, nhưng cũng có kẻ rơi xuống vực sâu của bất hạnh. Câu chuyện có thật này đã được thi sĩ Phạm Thiên Thư chứng kiến, và trong nỗi xúc động ấy, ông đã sáng tác bài thơ Em Lễ Chùa Này rất nổi tiếng và đã được nhạc sĩ Phạm Duy chọn để phổ nhạc. Tuy kết cuộc của câu chuyện tình này không có hậu, nhưng đây vẫn là một chuyện tình đẹp, gợi nhớ đến tác phẩm Hồn Bướm Mơ Tiên. Và cho dù đôi nam nữ ấy không thể sống bên nhau, nhưng tình yêu của họ vẫn lóng lánh như giọt sương, còn đọng lại trên những bông hoa nở sau sân chùa. Từ xưa đến nay, sự giang dở vô thường trong tình yêu vẫn mãi là chất liệu đậm đà cho sự sáng tác của thi nhân nhạc sĩ. Tiếng hát của ca sĩ Y Lan sẽ đưa chúng ta đi vào câu chuyện tình bi thảm ấy trong nhạc khúc Em Lễ Chùa Này của nhạc sĩ Phạm Duy. Em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay và ngà lau vàng màu khép nép, bãi sông bay một con bướm đẹp. Mùa hạ qua cùng em đi lễ, trái mơ ngon đời gió mơn man, từ lò hương làn châm nghi ngút, khói hương thơm bờ tóc em vườn. Rồi mùa thu cùng em đi lễ, chim đậu dưới gác chuông, hòa lời ca vào làn sương sớm, gió heo mây rụng hết lá vàng. Vào mùa đông cùng em đi lễ, lễ chùa này một thoáng mưa bay, và ngoài sân vài cánh khô gãy, gió lung lay một cánh lá gầy. Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ ống như mây. Vườn chùa đây vào nằm trong đất nếp bên hoa đây những hoa vàng, vườn đào thơm chập chờn cánh của em. Mộ vừa mới lập có con chim nào hót trên cây, lời của chim chìm vào tiếng suối, suối xanh lơ buồn khóc ai hoài. Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng đến thăm em, ngày tháng qua mau một nụ mai vừa nở trong nắng, hỡi em ơi mây đã qua. Ngoài sân vài cánh khô gãy, gió lung lay một cánh lan gầy. Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ ống như mây. Vườn chùa đây nằm trong đất nếp bên hoa đây những hoa vàng,
em mộ vừa mới lấp, có con chim nào hót trên cây, lời của chim chìm vào tiếng suối, suối xanh lơ buồn khóc ai hoài. Rời từ đây vườn chùa thanh vắng, đến thăm em ngày tháng qua màu, một nụ mai vừa nở trong nắng, ơi em ơi mây đã qua cầu, ơi em ơi mây đã qua cầu. Nhạc phẩm Em Lễ Chùa Này của nhạc sĩ Phạm Duy đã kết thúc chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 27. Chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả. Ước mong mọi người sẽ tiếp tục hỗ trợ tinh thần cho chương trình bằng cách đăng ký kênh, để lại lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người quen, để góp phần bảo vệ gìn giữ những gì còn sót lại từ một thời vàng son của nền âm nhạc Việt Nam. Tơ Lòng Trên Phím Nhạc hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ tới.